Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Nga nêu điều kiện tiên quyết để gia nhập BRICS. Ukraine có nguy cơ bế tắc gia nhập EU khi Hungary làm chủ tịch luân phiên. Nga dồn dập tấn công Donetsk, Ukraine chưa đủ sức bật để đảo ngược tình thế. Ukraine sẽ vận hành tiêm kích F-16 ra sao để đối phó với Su-34 của Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, các quốc gia muốn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn BRICS phải không tham gia bất kỳ hệ thống trừng phạt đơn phương nào. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 18 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rybkov cho hay, bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập BRICS đều không nên tham gia các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, nhấn mạnh đây là điều kiện then chốt để có được sự chấp thuận của Nga. Cũng trong cuộc họp báo, quan chức ngoại giao này có đề cập đến tầm nhìn của Nga về việc mở rộng hơn nữa BRICS. Đối với chúng tôi, một trong những tiêu chí quan trọng để được gia nhập BRICS và chào đón các quốc gia đối tác là không tham gia vào các chính sách trừng phạt bất hợp pháp, các biện pháp hạn chế bất hợp pháp đối với bất kỳ thành viên BRICS nào. Tất nhiên, trước hết là chống lại Nga. Thứ trưởng Rybkov lưu ý lập trường này cũng nhận được sự đồng thuận từ các thành viên BRICS khác. Nga hy vọng BRICS sẽ duy trì được bản chất cốt lõi khi tổ chức phát triển và mở rộng hơn trong tương lai. Việc BRICS sẽ phát triển và tìm ra những hình thức mới với các đối tác cũng như mở rộng thành viên là điều chắc chắn. Thứ trưởng Rybkov cho biết thêm, 10 thành viên hiện tại của tổ chức đã tự điều chỉnh và đang phối hợp làm việc như một nhóm. BRICS được thành lập từ năm 2006 với các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Tiếp đến năm 2011, Nam Phi gia nhập. Nhóm đã mở rộng trong năm nay bằng cách thêm 5 thành viên Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Saudi Arabia. Nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ mong muốn tham gia tổ chức này. Gần đây nhất, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố muốn gia nhập BRICS và cam kết sẽ sớm nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết. Chúng tôi đã đưa ra chính sách rất rõ ràng và đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu quá trình xin gia nhập chính thức. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng và phản hồi từ chính phủ Nam Phi, Thủ tướng Ibrahim cho biết. Tiến trình thúc đẩy gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Ukraine có khả năng bị đình trệ trong 6 tháng cuối năm nay khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên. Theo kế hoạch trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa EU và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới, sau khi các quốc gia thành viên thông qua khuôn khổ đàm phán tổng thể. Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Brussels, Bỉ và quyết định những chủ đề nào được đặt ở vị trí ưu tiên. Khẩu hiệu chính thức của nhiệm kỳ chủ tịch EU được Hungary đưa ra là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại. Viễn cảnh này phần nào gây bất an cho các nhà ngoại giao, những người lo ngại Thủ tướng Orbán sẽ tận dụng vị thế đặc quyền để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa mang tính cực hữu. Đặc biệt, chính sách của khối đối với Ukraine mà nhà lãnh đạo này từng lên tiếng phản đối được coi là có nguy cơ bị trạch hướng cao nhất. Các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hội đồng do chính phủ Hungary công bố ngày hôm qua, 18 tháng 6, cho thấy những lo ngại này có cơ sở. Theo đó, Hungary sẽ không giúp Ukraine thực thi bất kỳ điều khoản nào trong số 35 điều khoản về 6 cụ chuyên đề liên quan đến nỗ lực đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Janos Boka, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary cho biết, theo kế hoạch của Hungary, trong quá trình làm chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, vấn đề mở rộng khối sẽ không phải là mục tiêu ưu tiên. Trong lúc Ukraine vẫn ngóng chờ vũ khí phương Tây được vận chuyển đến, quân đội Nga đã mở những đợt tấn công lớn, tiến thẳng vào hàng phòng thủ của Kiev ở Donetsk. Theo tuyên bố hôm 17 tháng 6 của người phát ngôn lực lượng Kotitsia của Ukraine, Trung tá Naza Voloshin, Nga tiếp tục đạt được những bước tiến lớn ở miền đông Ukraine sau một thời gian tăng cường và mở rộng phạm vi giao tranh, dọc theo chiến tuyến của quân đội Ukraine tại khu vực Donetsk. Một bản đồ do Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh biên soạn cùng ngày đã nêu bật một số khu vực xảy ra cuộc đụng độ quân sự lớn ở Donetsk trong 24 giờ qua, bao gồm gần thị trấn Novopokrovsk và khu ngoại ô
Maximilian Ivka nằm ở phía nam thành phố. Hai khu vực này đã thuộc quyền kiểm soát của Nga sau các đợt giao tranh nảy lửa vào tuần trước. Cuộc tấn công chính của Nga ở khu vực Donetsk tập trung vào các khu vực xung quanh Avdiivka và thị trấn Chasivka đã đạt được những thắng lợi nhỏ nhưng ổn định. Chasivka thất thủ sẽ là mối nguy lớn cho quân đội Ukraine bởi điều này sẽ khiến các thành phố lân cận gặp nguy hiểm, làm tổn hại các đường tiếp tế quan trọng của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng ghi nhận lực lượng Nga đang di chuyển về hướng thị trấn Chasivka, cách thành phố Bakhmut khoảng 15 km về phía Tây để tìm kiếm những thắng lợi mới, đồng thời bao vây phía Bắc thành phố này bằng cách chia nhỏ quân lực vào khu vực Kalinivka. Ở phía Bắc Bakhmut, Nga cũng đã từng bước tiếp cận thị trấn Siversk và đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của thị trấn này bằng cách xuyên qua ngôi làng Rodolivka. Nga hiện có khoảng 650.000 quân ở Ukraine, gấp gần 5 lần con số 140.000 quân trước đó 2 năm. Những thay đổi chiến thuật của Nga đã phát huy hiệu quả lớn, và ban ngày, quân đội Nga tăng cường tấn công từ nhiều hướng để phân tán sự tập trung của lực lượng Ukraine, đồng thời thực hiện các đợt phục kích khi đêm xuống nhằm làm giảm khả năng ứng phó và phản công của đối phương. Thậm chí nhiều binh lính Nga đã mặc quân phục Ukraine ra chiến trường để gây nhiễu loạn quá trình khóa mục tiêu từ trên cao của lực lượng máy bay không người lái UAV. Việc Nga cải thiện khả năng khóa mục tiêu cũng khiến Ukraine phải trả giá đắt, đặc biệt là trong những giờ phút mong manh giữa các đợt luân chuyển quân. Theo nguồn tin trên chiến trường, Nga đã trở nên thành thạo hơn trong việc triển khai các đợt tấn công vào những thời điểm này, khi các tuyến phòng thủ của Ukraine ở giai đoạn yếu nhất. Một số binh lính đóng tại khu vực Chasivka cho biết 1/4 số thương vong của họ xảy ra trong quá trình vận chuyển quân đến và đi khỏi các vị trí tiền tuyến. Chỉ huy đơn vị Kotiki ở Chasivka có biệt danh Thor cho biết sự hiện diện thường xuyên của các UAV Nga trên không chiến Ukraine gần như bất lực trong việc che giấu các hoạt động di chuyển quân. Họ bay cả ban ngày lẫn đêm và quan sát chúng tôi, khiến chúng tôi không thể di chuyển mà không bị phát hiện. Chỉ cần xuất hiện trên mặt đất, binh lính của chúng tôi ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của Nga, ông Thor nói. Các chỉ huy Ukraine cũng cho biết thêm, việc gây nhiễu tín hiệu dày đặc của Nga dọc tiền tuyến đã làm giảm hiệu quả tấn công của UAV và cắt đứt khả năng liên lạc giữa các đơn vị tác chiến điện tử và lực lượng máy bay không người lái của Ukraine. Ông Ivan Sekak, phát ngôn viên của Lữ đoàn 110 cho biết, lữ đoàn của ông đã buộc phải dàn trải lực lượng trong một không gian rộng suốt một thời gian dài, nhưng vẫn khó ngăn cản làn sóng tấn công mới của Nga tại khu vực Donetsk. Hỏa lực của Ukraine đã được cải thiện đáng kể từ khi các nhà lập pháp Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la vào tháng 4. Mặc dù quá trình vận chuyển hàng viện trợ vẫn chưa theo kịp những bước tiến dồn dập của Nga ở miền đông Ukraine, có thể phải mất thêm vài tuần, thậm chí vài tháng, Ukraine mới có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ vũ khí đã cạn kiệt của mình. Trong lúc chờ vũ khí, lực lượng Ukraine phải chiến đấu với Nga trong tình thế một chọi năm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Hariliuk chia sẻ với hãng tin AP. Ông Hariliuk cho biết, để vô hiệu hóa sức mạnh không quân Nga, Ukraine cần ít nhất 130 máy bay chiến đấu F-16, dự kiến sẽ tới tiền tuyến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Quân đội Ukraine đã chuyển sang chiến lược câu giờ cho đến khi có thể tiếp nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Theo các nhà quan sát, bằng cách nhượng lại một phần lãnh thổ, Ukraine đã có thể chiến đấu từ các vị trí được phòng thủ tốt hơn. Hiện các lực lượng Ukraine vẫn đang trong thế phòng thủ ở khu vực Donetsk, nhưng chưa đủ sức bật để tạo nên một đợt phản công lớn. Ông Oleksandr, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 47, hiện đang chiến đấu ở ngoại ô Avdiivka cho biết, vũ khí viện trợ đến theo từng đợt khiến chúng tôi không tích lũy đủ lượng dự trữ cần thiết để tạo nên một đợt phản công lớn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết, Nga hoàn toàn hiểu rằng sự xuất hiện dần dần của một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự, đặc biệt là tiêm kích F-16, sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không.
Nếu điều này xảy ra, lợi thế sẽ nghiêng về phía Ukraine và cơ hội thành công của Nga cũng giảm đi. Đây chính là lý do vì sao các chỉ huy quân Nga đang nỗ lực làm cạn kiệt sức lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách làm gián đoạn việc huấn luyện binh sĩ dự bị, ngăn chặn việc quân đội nước này tiếp nhận cũng như chuyển giao nhu yếu phẩm và vũ khí. Theo một người lính thuộc lữ đoàn 28 ở Bakhmut có biệt danh là Ninja, việc quân đội Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các chuyến xe tiếp tế quân nhu giữa các vùng chiến sự ảnh hưởng lớn đến các hoạt động hậu cần của Ukraine. Các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp quân nhu trong khu vực của đơn vị Ninja diễn ra thường xuyên đến mức các tài xế phải thay đổi lịch trình liên tục. Các lữ đoàn đã phải áp dụng chiến thuật mới để tiếp tế cho mặt trận. Xe tải thông thường có thể được sử dụng để vận chuyển đạn dược ở các khu vực chiến đấu khác. Nhưng ở khu vực Chasivka và Avdiivka, xe bọc thép chạy xuyên các tuyến đường tắt và UAV chở hàng tiếp tế trên không lại là những ưu tiên hàng đầu. Khi đến gần tiền tuyến, các phi công Ukraine lái tiêm kích F-16 sẽ phải bay ở độ cao rất thấp để tránh bị hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga phát hiện và bắn hạ. Nhưng ở độ cao thấp như vậy, tầm bắn của tên lửa sẽ bị giảm đi đáng kể. Những gì không quân Ukraine có thể làm với tiêm kích F-16 khi chúng được các nước phương Tây chuyển đến cho Kiev trong những tuần tới đã khá rõ ràng. Họ có thể cố gắng đánh chặn máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của không quân Nga đang phóng tới 3.000 quả bom lượn vào các mục tiêu Ukraine. Ukraine Deep State từng nhận định bom thông minh dẫn đường thế hệ mới KAB là vũ khí thần kỳ của Nga và hiện tại Ukraine không có biện pháp nào đối phó với chúng. Một chiếc Sukhoi Su-34 bay cao và nhanh có thể phóng một quả bom lượn từ khoảng cách 40 km, thậm chí 70 km đối với những quả KAB mới hơn và có tầm bắn xa hơn. Khoảng cách đó đủ xa để lực lượng phòng không hiện có của Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu và các khẩu đội tên lửa từ thời Liên Xô triển khai trên mặt đất, không phải lúc nào cũng có thể bắn trả. Trong một nghiên cứu mới của Viện Rusi có trụ sở ở London, Anh, nhà phân tích Justin Brown giải thích rằng các phi công lái F-16 của Ukraine có thể thực hiện công việc đó. Tuy nhiên, vấn đề chính là các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga sẽ khiến máy bay chiến đấu Ukraine gặp nguy hiểm khi bay ở độ cao lớn tại bất cứ nơi nào ở Ukraine, đặc biệt là trong phạm vi khoảng 160 km tính từ tiền tuyến. Phạm vi này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các khẩu đội phòng không S-400 của Nga. Có khả năng Ukraine đang mua tên lửa không đối không AIM-120D tầm bắn 160 km cho tiêm kích F-16, cho phép phi công Ukraine bắn vào máy bay ném bom lượn của Nga từ rìa ngoài phạm vi bao phủ của phòng không Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, tên lửa AIM-120 sẽ không đạt được tầm bắn như vậy. Khi đến gần tiền tuyến, các phi công Ukraine sẽ phải bay ở độ cao rất thấp để tránh bị hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga phát hiện và bắn hạ. Ở độ cao thấp như vậy, tên lửa phóng đi trong không khí dày đặc với nhiều lực cản khí động học và sau đó phải chống lại trọng lực để leo lên để đạt đến độ cao của mục tiêu. Kết quả là vào thời điểm động cơ tên lửa cháy hết, sau vài giây đầu tiên của hành trình bay, chúng gần như không đạt được tốc độ hoặc độ cao tối đa như khi phóng từ một máy bay chiến đấu bay ở độ cao lớn và ở tốc độ siêu thanh, ông Brown phân tích. Khi được phóng từ độ cao thấp, tầm bắn của AIM-120 có thể bị giảm đi hàng chục km và như vậy máy bay ném bom lượn của Nga có thể nằm ngoài tầm bắn. Trừ khi các phi công Ukraine bằng cách nào đó có thể bay sâu vào trong lãnh thổ do Nga kiểm soát và sống sót đủ lâu để phóng tên lửa của họ. Theo nhà phân tích Brown, một giải pháp khả thi cho vấn đề này là tên lửa không đối không tầm xa hơn như Meteor, có thể bay xa tới 360 km trong điều kiện tối ưu. Nhưng Meteor không tương thích với tiêm kích F-16 và cũng không tương thích với máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm mà Pháp đã cam kết cung cấp cho Ukraine.
Máy bay chiến đấu duy nhất mà Ukraine có thể nhận từ phương Tây có khả năng mang tên lửa Meteor là JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Stockholm đã bày tỏ sẵn sàng chuyển Gripen dư thừa cho Ukraine, nhưng đã tuyên bố tạm dừng việc xem xét việc chuyển giao để Ukraine tập trung vào việc tiếp nhận tiêm kích F-16 từ các đối tác phương Tây. Thụy Điển được các thành viên trong Liên minh Máy bay chiến đấu dành cho Ukraine yêu cầu tạm dừng xem xét chuyển giao máy bay Gripen. Hiện tại, Ukraine cần tập trung vào việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết hồi cuối tháng 5. Ông nhấn mạnh, việc chuyển giao hai loại máy bay chiến đấu cùng lúc nếu diễn ra sẽ rất phức tạp. Rõ ràng là các đồng minh của Ukraine cũng đang lo ngại về việc lực lượng không quân nước này sẽ bị choáng ngợp khi nhận được quá nhiều thiết bị mới với tốc độ quá nhanh. Nếu đánh giá của ông Bronk là chính xác, không quân Ukraine có thể phải mất một năm hoặc hơn mới có thể kết hợp máy bay chiến đấu và tên lửa để bắn hạ máy bay phóng bom lượn của Nga mà không khiến phi công Ukraine gặp rủi ro khi bay ở tầm thấp. Giải pháp tình thế cho Ukraine là tấn công vào các máy bay của Nga khi chúng đang ở trên mặt đất và kho dự trữ KAB của Moscow. Đầu tháng này, máy bay không người lái tấn công tầm xa của Ukraine đã tấn công căn cứ Sukhoi ở Morozovsk, Nga, cách tiền tuyến 400 km. Đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các căn cứ không quân của Nga và các máy bay triển khai tại đó. Hiện tại, các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân của Nga là cách tốt nhất của Ukraine để hạn chế thiệt hại mà không quân Nga có thể gây ra cho lực lượng của Kiev ở tiền tuyến, ông Bronk nhận định. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 6 cho biết quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn do phương Tây cung cấp cho Kiev ở Donetsk. Trong khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận, tình hình tiền tuyến tại Pokrovsk rất căng thẳng. Ngoài ra, các lực lượng của Moscow cũng phá hủy một cơ sở sản xuất UAV tấn công và một kho trang thiết bị của Lữ đoàn Pháo binh 44 của quân đội Ukraine, được sử dụng để tháo dỡ và phân phối đạn dược cũng như trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp, đồng thời tấn công đối phương ở 124 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo. Quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine và gây thương vong cho 4 lữ đoàn của đối phương ở Kharkov, đồng thời cải thiện các vị trí trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk. Các lực lượng của Moscow cũng đạt được vị trí chiến thuật thuận lợi hơn ở Avdiivka và đẩy lùi 4 cuộc phản công của Kiev trong khu vực. Quân đội Nga đã phá hủy một trạm radar của Ukraine và hai tổ hợp tên lửa S-300, đồng thời bắn hạ 24 UAV của đối phương trong một ngày. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Andrei Marokko cho rằng các chỉ huy của Ukraine đã tăng cường số lượng binh lính ở Kharkov nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công. Phía Nga cho biết Ukraine đã phải tái triển khai nhiều binh lính tới Kharkov và Moscow đang chờ đợi bước tiếp theo của đối phương. Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó trưởng phòng công tác chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga nhận định đây sẽ là cuộc giao tranh quyết định để Nga phá hủy các tài sản còn lại của đối phương. Còn tại Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận tình hình tiền tuyến đang rất căng thẳng. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.